hơn 10 triệu người Việt Nam bị rối nhiễu tâm trí. Tại Việt Nam, số người bị rối nhiễu tâm trí ước tính khoảng 10,5% dân số, tương đương 10,3 triệu người, trong đó số lượng bệnh nhân tâm thần khoảng 200.000 người. Thông tin được đưa ra tại Hội thảo khoa học trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng với trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí, được tổ chức vào sáng 19 tháng 12, phối hợp cùng với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Việt Nam có khoảng 6,2 triệu người khuyết tật từ 2 tuổi trở lên, trong đó khoảng 1 triệu người tự kỷ. Tỷ lệ trẻ em mắc chứng tự kỷ ước tính là 1% số trẻ sinh ra. Bên cạnh đó, nhiều người mắc phải bệnh rối nhiễu tâm trí. Thống kê trên thế giới, 15-20% dân số đang mắc một, hai nhiều rối nhiễu tâm trí. Bà Trần Thị Lan, Cục Bảo trợ Xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho hay, hiện nay tại Việt Nam, số người bị rối nhiễu tâm trí ước tính khoảng 10,5% dân số, tương đương 10,3 triệu người. Trong đó, số người tâm thần nặng ước tính 2,5% số người rối nhiễu tâm trí, tương đương 200.000 người. Các dạng bệnh tâm thần và rối nhiễu tâm trí thường gặp như tâm thần phân liệt, chứng động kinh trầm cảm, tự kỷ, thiểu năng trí tuệ, khuyết tật thần kinh, tổn thương não, lạm dụng rượu nghiện ma túy. Theo đại diện Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế năm 2020, số người sống chung với rối loạn lo âu và trầm cảm đã tăng lên đáng kể vì đại dịch COVID-19. Ước tính hơn 25% trong năm đầu tiên của đại dịch và làm dấy lên lo ngại về tình trạng gia tăng các ca tự tử. Đại diện Cục Quản lý Khám chữa bệnh thông tin, tuy nhiên chưa đến 1/3 người bị rối loạn tâm thần, chỉ 1/3 số người bị trầm cảm được chăm sóc sức khỏe tâm thần chính thức. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.